Ơi hello anh em nhé, mình cố gắng chia sẻ nốt đêm nay nha anh em. Mà hôm nay 24 rồi, mai 25 rồi, mình chuẩn bị đưa anh em vào trong nhóm. Ơi rất mong anh em mỗi người một cánh tay chúng ta chia sẻ, xin chào cả nhà nhá. Chưa về nhà luôn này. Rồi cả nhà chia sẻ đi. Chia sẻ mạnh lên nhá. Anh em chia sẻ thật lực luôn. Rồi Khôi Nguyên, Đinh Quyết, chị Ngọc Hùng, xin chào toàn thể anh em nhé. Chia sẻ lên anh em ạ. Rồi cảm ơn các bạn lại tiếp tục lên toa hàng thứ hai nhá. Nãy chủ nhật mình ship đi 5 toa rồi. Đó. Rồi cái này mai mình gói nốt, còn vài thiết bị ở đây mình gói nốt là sáng mai thứ hai lại lên đường nha. Ngày mình ship toa cho anh em liên tục. Cảm ơn những tấm lòng của anh em luôn đồng hành và ủng hộ Địch Tuấn. Rồi anh em cố gắng đi mua máy tặng nhóm học online. Rồi anh em nào không mua máy thì chúng ta hãy vui lòng liên hệ với Địch Tuấn đi. Tài liệu sắp hết rồi nha. Đây mình thông báo cho các bạn luôn, tài liệu hết rồi, còn có vài bộ này. Rồi còn khoảng 4 bộ tài liệu nha anh em. Đây trắng đen. Và kèm cho anh em 4 quyền màu nữa. Rồi ở đây còn vài quyền màu nữa là hết luôn nha các bạn. Đây sơ đồ mặt điện ở đây còn vài tập. Đó anh em nào truy cập nào thì ok nhá. Đó dây điện cũng hết luôn nha các bạn. Dây điện thì cũng hết luôn. Xin chào anh Phước Hữu nha. Trịnh Ngọc Hùng xin chào anh. Đây. Đấy để cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em. VVD ngày mai lên đường này. Rồi cái này Hà Nội, Yên Bái, Bắc Ninh, Đồng Tháp. Nghe chưa? Đó. Rồi anh em này ủng hộ cái đồng hồ đo áp bơm và cục sạc. Rồi cái này áp bơm 2-in-1 nha các bạn. Bộ tài liệu vài trăm ngàn anh ơi. Trinh Lê ơi, anh học online luôn đi, em tặng cho khóa bộ tài liệu anh. Thêm ít tiền nữa tham gia khóa học online nó bổ ích lắm. Rồi cảm ơn người anh em này ủng hộ hai bộ nồi 125 và 1SH và bộ nồi sau. Anh em về nhà lắp chung cho tất cả dòng xe Honda. Rồi người anh em này thì là so mô bên sườn. Rồi anh em này lại sử dụng con máy 8,5 triệu nhá. Bảng 3N. Tặng anh em bộ tài liệu. Đây. Rồi anh em này ở Hà Nội Quốc Thọ ủng hộ con Motoscan cũ nha. Đây. Quốc Thọ Hà Nội này. Rồi cảm ơn người anh em này ủng hộ hai bộ nồi 125 và hai bộ nồi của SH nha. Nồi trước. Đó cảm ơn tất cả tấm lòng của anh em. Thì tối hôm qua giờ này mình đã live stream cho anh em chốt dây điện thì giờ này cũng hết. Còn bộ này của anh trai lấy phụ tùng mình chừa lại của lít 125. Ở đây mình live stream là thật luôn chứ không cần giấu giếm. Đó ngày hôm qua cả đống dây điện hôm nay mình gửi hết rồi. Có khóa học Smart Key luôn, khóa này kèm theo cả Smart Key hết luôn nha anh Lưu Mạnh Hùng. Khóa này là full toàn tập Smart Key touch remap mở tua chọt kẹt IC luôn. Rồi anh em hãy chia sẻ lên ạ.
Rồi anh em nào lấy đồ thì anh em hãy comment ở phía dưới nhá. Cái gì cũng có hết. Đó, áp bơm đồng hồ đo cái gì cũng có. Rồi, máy mới máy cũ các bạn cần đổi trác cái gì là ok hết cho anh em. Rồi, smart tool thì mình bảo rồi. Anh em có dưới 10 triệu á thì chúng ta không cần phải vay. Chúng ta cứ dùng cái bảng thấp đi. Còn anh em nào tiền nhiều thì sẽ dùng cái bảng cao hơn. Dương ăn ở trong này có hàng không nhờ? À, có Dương ăn ở trong này này. Yên Bái phải. Yên Bái. Ok. Rồi, anh em thấy sờ mất tuôn bán chạy không? Ngày hôm qua hôm kia anh em thấy một chồng đầy ở đây luôn, giờ còn 4 con. Rồi một RFFFF. Có khóa in tiền không? In tiền phải chơi chiến lược. Rồi cảm ơn những anh em nào đã chốt dây điện nhé. Còn anh em nào ở trong này không có danh sách, hoặc là buổi chiều nay Tuấn ship vài đơn không có danh sách, thì hẹn anh em bữa sau mình sẽ trả và đồng thời dây điện. Hết rồi. Bộ này ngày mai gửi cho anh trai ở Phú Yên. Bữa giờ hứa liên tục mà không có gửi được. Cho em 4 bộ nồi sau comment. Rồi ok, vào sổ. Anh em chia sẻ đủ 100 người nhá, mình sẽ để bô cái mô hình này luôn nhá. 100 người 4 bộ nồi sau này. Được chưa? Nồi còn ít bộ nữa, anh em nào comment làm luôn. Dương Thái, Quang Thái đi vào đây luôn, không lộn. Quang Thái mới đặt ở trên này. Cho em 4 bộ nồi sau Quang Thái, ok. Rồi, vào lịch. Tí nữa không quên. Chia sẻ đủ 100 người mình để bô cho anh em cái mô hình để chúng ta hiểu về phút sang điện tử nhé. Rồi, tiếp tục những cái này thứ hai. Ngày mai mình tiếp tục mình chạy cho anh em. Mới bọc được 1 toa, 2 toa, 4 toa, nó hết giờ mất. Nó bị chậm giờ live stream. Còn mấy cái này tiếp tục dùng thùng đóng vào và cuốn băng keo. Băng keo chạy lắm anh em ạ. Băng keo này cứ 1 quận, 5 quận, 2 sấp thì 10 quận thì nhằng cái lại hết. Rồi đồng hồ đo áp bơm VVD này người cho người anh em trai luôn nha, làm khóa. Đấy, đầy đủ mô bên sườn. Này hàng đẹp nha anh em, không phải hàng đểu nha. Đẹp. Đó. Cái này cái làm chìa khóa anh em ơi. Con này làm chìa khóa piezo và đồng thời khóa SH để chúng ta tái sử dụng lại VVD nha. Rồi Nguyễn Nhật. Nguyễn Nhật, hàng của anh còn nhiều cái, tí nữa anh comment với em nhiều cái em không cần mua như vậy đâu Nguyễn Nhật ơi. Nhiều cái nó chưa hư, đúng không ạ? Để tiền để đầu tư cái khác. Nha Nguyễn Nhật nha. Tí nữa xong cái buổi livestream này anh comment với em xíu. Rồi thì bây giờ tiếp tục là anh em phải chia sẻ. Lấy em 5 cục mobin luôn, ok, 5 cục mobin. Vào toa luôn không quên. Thì lúc này chúng ta giao lưu. Bộ kiểm tra LED này. Bữa nào thì Tuấn sẽ sell cho anh em một cái tri ân anh em về thiết bị kiểm tra LED. Được chưa? Đồng tình không? Bữa nào Tuấn sell cho anh em một cái chơi cho vui. Cái này bộ kiểm tra LED nha anh em, cực kỳ đơn giản. Còn khá là nhiều ấy. Ok, 5 cục bobin. Rồi pin nồi côn lò xo anh em cần cái gì demo căng tốc luôn nha. Và mình sẽ chia sẻ cái mô hình này luôn. Trên 100 người, 50 rồi. Đây. Đây là xo anh em nào cần tăng tốc thì chơi lò xo này vào nha. Đó. Rồi Quốc Thái 5 mô pin, 4 bộ nồi. Có thử làm bộ 125 nữa không?
Ok. Chơi hai cái luôn, 125 hay là Valio hay là của Vision. Anh em phải comment cái này, nó có nhiều loại này, 125 này, 150 này, Vision K44 này, AB110. Cái này là 125. Nó to hơn Vision K44. Nó nhỏ hơn SH 150, 125. Chơi hai cái luôn, hai cái gì mới được để bỏ vào đây? 125 hay 110? 125 Clit Valeo, Lit SH More, múc hết. Chơi hai cái lò xo. Ok, lò xo này thì đàn hồi sẽ không tốt. Để cho cái nọ cái kia luôn, ok, cho nó đẹp. Xo rẻ thúi, bán lò xo lời cái 2.000. Ok, vào toa. Xong. Đúng không? Đó. Còn bác nào mạnh về gạo, bạo về tiền thì các bạn chơi cái này nữa nó mới phê. Nha, bữa nào mạnh về gạo, bạo về tiền, cái này chờ anh em trong nhóm học mình chỉ hết luôn. Rồi, bây giờ sẽ là chia sẻ cho anh em cái mô hình một tí, mình về nhà mình nghỉ ngơi. Ngày 26 mình sẽ mời tất cả anh em vào trong nhóm nha. Danh sách đã đủ hết rồi. Khóa này khá là đông ấy. Khóa này mua máy khá là nhiều. Rồi, anh em nhìn thấy rõ không? Nguyễn Hoàng cho em hai bộ nồi sau, một bộ nồi trước Valeo. Ok. Hai bộ nồi sau. Chơi luôn. Hết, sắp hết rồi. Không comment kịp thì nó hết mất. Được chưa? Rồi cái này Nguyễn Hoàng hả? Vào đây luôn. Ok Nguyễn Hoàng. Cho em hai bộ nồi sau, một bộ nồi trước Valeo. Ok, nồi trước Valeo. Nồi thế giới nồi ở đây. Rồi ok Nguyễn Hoàng. Chạy cứ vòng 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 hoa hết cả mắt. Ô xì kê để đây. Rồi. Bây giờ chúng ta vào chủ đề ôn lại ít về phút xăng điện tử. Rõ không anh em? Rồi, rõ bấm cho cái rõ. Chỉnh sửa cho anh em nó ngay nắp cái đã. Hữu Hòa, tí nữa em lên toa cho anh nhé, Hữu Hòa. Thanh Mai, ok. Thanh Mai khóa này vào học luôn nhá anh em. Khóa này Đắk Lắk hơi bị nhiều á. Khóa này phải mười mấy người Đắk Lắk. Toàn Đắk Lắk không, mua đồ và học online và mua máy ở Đắk Lắk. Cái khóa tháng 10 này, cuối tháng 10 này Đắk Lắk nhiều kinh khủng. Thêm một lò xo trụ. Thì anh em chia sẻ đi để vào cái mô hình này. Hiếu Hòa tí nữa nha, cho ăn chưa lên toa, ăn mới đọc không 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 thì em không biết được, tí anh em mình Zalo nha. Một lò xo lấy hai ba cái vào, lấy cái này thì thấm bao nhiêu. Đắk Nông không có, anh tay gà hắn lên rồi, Đắk Nông không có nha. Về múc thật lực đi để lấy tiền chứ.
Và Đình Tuấn chia sẻ thế này này, thì cuộc sống này ấy không biết được cái gì cả. Cái vấn đề mà mở tour hay không mở tour đấy, thì bây giờ nó sẽ là cái giới rồi. Bây giờ chúng ta không làm thì thợ khác cũng làm thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta không tư vấn thì thợ khác tư vấn thôi. Thì đồng tiền nó sẽ mất. Đó, cái cuộc sống này là như vậy. Còn đương nhiên chúng ta làm thì đương nhiên nó bảo rủi ro thì chẳng có ấn hề gì rủi ro cả. Kể cả cái vấn đề làm nhẹ hay làm nặng vậy. Vấn đề tư vấn tốt, các bạn không làm người khác nhai mất. Trò đời là vậy nên chúng ta phải chạy theo. Đấy, tùy theo khu vực anh em ở, chúng ta làm hết khả năng của một người thợ, nói làm sao để cho khách hàng họ làm, không làm được vui vẻ, bởi vì chúng ta tư vấn, chúng ta làm đàng hoàng chứ chúng ta không xảo chẹ gì. Đấy, nên chẳng có gì chúng ta phải đắn đo cả. Hai cũng được, ok, tí em lấy cho Nguyễn Hoàng thêm một cái lò xo nữa nha. Rồi thì bây giờ anh em hãy chịu khó chia sẻ này. Thì mô hình cũng như một con xe, chẳng qua bây giờ nó không có động cơ, chúng ta không chạy được, không biết là hụp ga, không biết là nó bị gợn ở cái giải nào, không biết là nó có đề ba không. Thật sự còn một con xe dây điện nó lồi hết như thế này, à, kim phun, bơm xăng, mô bin sửa đầy đủ, thì đầy đủ hệ thống của nó thì đương nhiên nó mới không xuất lỗi, và đồng thời nó mới có lửa, nó mới phun. Đó là quy luật. Rồi các bạn và anh em chia sẻ nhé. Vài đêm nữa thôi mình không gặp được anh em ở trong cái file fanpage này nữa rồi. Nhiều anh em nào học rồi thì anh em biết, còn nhiều anh em nào chưa học thì chắc phải hẹn anh em chắc cả nửa tháng sau. Mình phải dạy liên tục cho tất cả anh em phải 15 ngày rồi. Rồi 15 ngày không chia sẻ cho anh em, đúng không ạ? Mà gặp nhiều quá anh em cũng thấy buồn, chẳng hạn như thế. Thì hy vọng rằng chia sẻ cho các bạn và anh em được cái gì thì chia sẻ thôi. Các bạn học được cái gì và anh em học được cái gì thì anh em cứ học thôi. Cuộc sống này mà, làm được cái gì cho cửa hàng mình thì anh em cứ làm thôi. Nhớ nha. Rồi. Còn các bạn nào suy nghĩ, tính toán đi, mua máy trước sau cũng mua, để vào khóa học từ đầu luôn. Đấy, có nhiều anh em lại ở tham gia khóa học chậm mất vài ngày, mà nó mất công. Nếu chúng ta xác định ngày 28 này học thì chúng ta đăng ký luôn. 28 này học xong lại dạy anh em được vài bữa anh em mới đăng ký. À, thì chúng ta vào học từ đầu cho nó phê, từ đầu cho tới cuối, nó gọi là thập thình. À, được không ạ? Nó không phải là e ngại cái gì cả, cho nó dễ xử. Cố gắng, sắp tới Tết đến nơi rồi. Qua cái mùa mưa bão này nữa, nó lẹt phẹt, nó còn có tháng nữa là Tết. Cái gì nữa, tay ga Quốc Cường. Đấy, nó chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Bây giờ chuẩn bị gần tháng 10 mất tiêu rồi. Đúng không ạ? Gần cuối tháng 9 âm lịch rồi. Rồi tháng 10 dương thì chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị tháng 11 rồi. Chuẩn bị tới 2022 rồi. Cố gắng. Chúng ta làm được cái gì? Ở cuối năm này chúng ta cố gắng làm hết khả năng. Rồi, mình sẽ đọc cho anh em màu dây luôn. Chúng ta chỉ có nhớ mới cảm biến ở trên xe ấy, nó chẳng có cái gì cả. Nha, ở bên dưới này thì anh em biết rồi. Đúng không? IC, tụ bơm. Thì anh em nghe tiếng motor bơm này nó kêu rất to. Kim phun, mô bên sườn đánh lửa phạt phẹt. Tiếp tục ở trên này nó chỉ là cái bộ hộp cầu chì rờ le, cái hộp SU tìm xe thôi.
Xin chào anh Tương Nguyên nhá. Bữa nào có dịp ra live mình sẽ lấy một thiết bị mình chỉ cho anh em luôn. Rồi thì cái họng ga nó đang bị cài vướng ở đây anh em thấy không? Mai mình xếp con ốc này lại mới được, nó bị lỏng quá. Cả cái này nó đứt mất cái này, rồi nó cả. Dây này là IC dập mát cho van từ nha anh em. Khi là ở trạng thái buổi sáng động cơ nguội đấy. Đó, gọi là cái van bổ trợ đúng không? Nó mở ra, cấp thêm một đường gió vào. Đây, mình sẽ chỉ hết cho anh em. Chúng ta nhìn màu dây ở đây này, cái dây giữa nó tượng trưng với cái rắc giữa của TB nhé. Dây trái, dây phải nó sẽ là điện áp 5V và dây mát nhé. Đấy, nó hoạt động tất cả trên con xe này. Rồi, mai siết nó lại, nó cả đây, hư hết. Được chưa? Rồi, mấy tiền một mô hình vậy anh Tuấn? Mô hình bên kia anh em ơi. Đó, mô hình kiểm tra IC. Chứ mô hình này anh em mua bộ dây về nhà anh em làm thôi. Rồi, chúng ta thấy nét không? Nét chúng ta bấm cho cái OK đi. Có rõ không ạ? Mình cố gắng chỉnh cam cho anh em cực căng nét ở trạng thái cái mô hình. Rồi, rõ không? Anh em nhìn thấy không ạ? Những cảm biến nhìn thấy không? Mình đọc cho anh em màu dây luôn nhá. Còn cái nào nó dễ rồi thì thôi. Rồi ok không? Rõ không? Đấy, dạy online phải như vậy chứ đó. Ý gì dạy online vậy đấy. Chứ không phải là dạy online mà trên cái máy tính đâu. Máy tính là khác nữa. Sơ đồ mặt điện là khác. Còn bây giờ online kế tiếp dạy các bạn và anh em nó phải như thế này này. Đấy, chỉnh camera cực nét. Ấn điện soi. Đấy, cho anh em nhìn thấy. Rồi, những chức năng bên kia có rồi, cái này tự làm, tay ga Quốc Cường nhá, cái này tự làm, cái này mua tấm mica về nhà tự khoan tự làm thôi. Rồi, hy vọng là anh em hãy chia sẻ thêm vài chục người nữa nha. Rồi, căng đét rồi đấy, tốc hành để về nhà mình nghỉ ngơi nha anh em. Thời gian trôi đi 20 phút rồi, 24 phút rồi. Chia sẻ tốc hành anh em ơi, mỗi người khoảng 10 nhóm, 5 nhóm đi, tốc hành đi. Để cho nó đủ số lượng anh em ơi, chạy cho nó nhanh. Chạy cho nhanh để chúng ta đi ngủ sớm. Được chưa? Đó, tất cả một xe điện tử, bất kỳ con điện tử nào hoạt động đều như vậy hết. Sợ mất cây thì đương nhiên có một lớp bảo mật nữa thôi. Còn nó hoạt động như nhau hết. À, chưa thời gian dặn để đấu nốt rồi mới cái rắc IC này. Nó mới còn đánh dấu ở đây thôi. Chưa đâu ở đâu hết. Nó chạy được rồi. Rồi chia sẻ tóc hoàng, chia sẻ tóc hoàng đi cả nhà ơi. 64 người thì mỗi người chia sẻ khoảng 2 nhóm thì đủ chứ mấy. Nhanh đi ạ, chúng ta về chúng ta nghỉ. Thì cái quan trọng đầu tiên của một người thợ phải biết về những cảm biến này cái đã. Nhìn cảm biến là phải biết. Có rất nhiều anh em chưa biết về cảm biến, nhìn là phải biết cái đã. Nhiều anh em không biết con cảm biến này cảm biến gì. Và anh em không nhớ được cái bảng lỗi của nó. Thì anh em hãy truy cập để chúng ta chịu khó đọc những cái bảng mã lỗi trên những cái dòng xe Honda. Yamaha mấy XWM nó ít. Thì chúng ta không cần. Khó quá chúng ta có thể mở
tài liệu để chúng ta coi bảng mã lỗi. Đa số thông thường là chúng ta hay làm xe Honda nhiều. Đấy, làm dòng xe Honda nhiều. Thì những anh em phải nhớ những vị trí, những con cảm biến nó nằm ở đâu. Có rất nhiều bạn yếu, anh em yếu thì không biết là nó nằm ở vị trí nào. Bởi khi một con xe nó vào báo lỗi, chúng ta lại đọc lỗi, đọc sai cái mã lỗi ở trên cái đèn min này. Đấy, bởi vì các bạn chưa hiểu về những bảng mã lỗi. Thì anh em hãy chịu khó. Rồi, tất cả cái này phân vân rồi. Thì đặc biệt ở đây nó là cái rắc đề C nữa này. Đa số nó nằm gần bình điện. Trừ khi con Vision đời đầu nó mới làm ở dưới cái khung, dưới cái yếm sau, là dưới cái yên xe. Còn đa số những cái dòng thì bình nó nằm ở đâu thì cái rắc DC này nằm gần đó. Có rất nhiều các bạn và anh em có cái rắc phụ đằng sau của những dòng xe lít ở dưới yên thì các bạn cứ tưởng là DLC, nó có cái chụp nắp đỏ. Nhưng cái rắc đó là cái rắc dự phòng. Bởi vì các bạn không hiểu được mấy sợi dây này và anh em không nhớ được, thì anh em cứ thấy cái rắc đỏ đỏ có cái chụp vào, anh em cứ nghĩ nó là DLC nhưng không phải. DLC nằm ở bình. Đó. Xin chào anh Thức Nguyễn, xin chào anh Đức Quyền. Và các bạn phải hiểu bốn sợi dây này nó cực kỳ là dễ thôi. Đấy, đừng để lập lỗi, đừng để lỗi lầm mà để nó gây ra chết cái con này nó phí. Hai dây này nối vào nhau sẽ chết ngay. Cam sọc trắng mà. Để chúng ta đọc được cái dữ liệu nó nằm trong cái con vi xử lý này, chip chủ là nó. Còn bây giờ nó sẽ là cái dây để chúng ta đọc. Chúng ta lại cắm vào nguồn 12V hoặc là chúng ta quẹt ra đâu thì đương nhiên nó lên đường thôi. Bởi vì tất cả linh kiện điện thử mà nó phải cần độ chính xác cực cao. Đó. Được chưa? Rồi nâu vào cái dây màu xanh sọc đen này để các bạn xóa lỗi thủ công ở trạng thái khi chúng ta chưa có tiền mua máy. Đó. Còn nhiều anh em lại hỏi ở vấn đề này, nhiều cái máy này không có nguồn, không có mát thì mình kết nối nào? Chúng ta chỉ cần một dây Calite thôi. Được chưa? Cam sọc trắng. Còn cái nguồn và cái mát để làm gì? Để nó nuôi cái con máy chuẩn đoán của mình nó sống. Đấy, nó nuôi sống, nó cần một cái nguồn để cấp cho cái máy chuẩn đoán. Hiểu chưa? Đơn giản cực kỳ như vậy, hy vọng rằng anh em chịu khó xem những clip này. Được chưa? Cái máy này nó phải cần có âm và có dương, nguồn và mát thì nó mới hoạt động được. Thì bây giờ nhiều xe nó không có nguồn có mát thì chúng ta lấy mát, nguồn, âm và dương ắc quy để chúng ta nuôi cho thiết bị máy này nó sống. Thì chúng ta chỉ cần cái dây Calite này thôi để đọc được dữ liệu trong con IC. Còn những dòng xe nào nó có nguồn có mát thì chúng ta không cần phải lấy nguồn lấy mát qua kẹp bình để nuôi cho máy nữa. Như kiểu Esai ấy, nó có nguồn dương trực tiếp. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta không cần. Còn những cái dòng Novo thì nó chỉ có một dây Calite thôi, thì chúng ta phải cần có nguồn có mát qua cáp để nuôi cho cái máy này nó hoạt động. Bình xe cúp 125 nó nằm ở chỗ nào hả anh? Anh hỏi cái nhà sản xuất xe cúp bấy dùm em Tega Xuân Dần. Anh hỏi cái ông mà sản xuất, cái ông mà cửa hàng ấy, mua cửa hàng ấy, ở cửa nào, hỏi ông cái xe cúp ấy nằm ở đâu. Ok. Không có là chúng ta tháo hết nhựa ra và chúng ta sẽ thấy cái bình. Rồi, chúng ta chia sẻ lên nữa nha. Thì tham gia khóa học ngày 28 tháng 10 này thì các bạn sẽ vào trong nhóm sẽ học được sâu về cái này. Còn cái này mình đang live stream, mình hướng dẫn cho các bạn. Rồi, nhiều anh em vẫn không biết cái cục này là cục gì. Thì những cái đời xe nó luôn luôn có hai loại. Một cái loại mà có cái chìa khóa, có cái tìm xe thì có cái cục này. Còn cái loại mà chìa khóa không có cái cục bấm bấm thì sẽ không có cái này thôi. Đó, chịu khó nhớ. Còn vài cầu chì ở đây mình đã chia sẻ rồi, không muốn chia sẻ nhiều nữa. Đấy, hộp cầu chì 2, 4, 6, 8, 10 sợi dây này chia sẻ hết rồi. Được chưa? Rồi le khởi động đề và sạc.
9 cầu chì. Rồi và kế tiếp nó sẽ là cái gì? Mình sẽ chỉ từ trái qua phải luôn, chứ không cần phải chỉ từ trên xuống dưới. CKB này các bạn và anh em chịu khó nhớ cho thì tuần 6 sợi dây này, khi xuất hiện cái lỗi 52 hoặc không xuất hiện cái lỗi bởi vì tầm mô lăng nó chưa đúng thì nó sẽ không chất lỗi 52 trong 6 sợi dây này. Và nhắc đi nhắc lại với anh em, đừng nghe trên mạng, nhiều người trên mạng bảo 6 sợi dây này có một sợi dây đứt thì không báo lỗi. Mình báo anh em là lỗi hết trong 6 sợi dây này, các bạn phải quay bu lăng nhích thì nó sẽ chất lỗi ngay trên cái đèn min FI. Hãy chịu khó nhớ, phải làm được điều đấy thì chúng ta mới thắng được FI. Còn bây giờ mà 6 dây CKB này chẳng biết dây nào hết thì vứt bỏ. Phải xác định nó là nguồn là mát để nuôi cho cái con CKB ở trong mâm điện này. Thấy không? Phải xác định được nó là nguồn và mát. Đấy, gọi là điện áp và mát. Còn 4 sợi dây này điện áp chúng ta phải đo như nhau. Thấy chưa? Chỉ có dây sân biển sọc vàng này đứt là nó đề được. Cái dây đấy là đánh lửa kim phun. Còn 5 dây còn lại, 1, 2, 3, 4 đề được 5 trên 6 thì nó sẽ cắt cặt. Chúng ta để làm gì? Để chúng ta bất bận. Và khi mà chúng ta đạt được cái mức độ cao ấy thì đo cũng được. Thứ hai, nó xoay bu lăng chúng ta biết dây nào đứt luôn, loại trừ dễ luôn. Đó. Trong 6 sợi dây này, chịu khó nhớ. Nâu sọc đen 12V và dây màu sân biển sọc sân lá nó sẽ là mát. Còn 3 dây còn lại sẽ là trắng sọc đỏ, trắng đen, trắng sân biển và sân biển sọc vàng, chịu khó nhớ. Ở trong nhóm học mình dạy sẽ kỹ hơn. Và kế tiếp ở đây nó chỉ là TB thôi, không cần phải nhớ nhiều. Biết là TB nó sẽ là có điện áp 5V, đo cặp bên ngoài. Không biết màu thì chỉ có nhớ là cặp bên ngoài. Bỏ cái đồng hồ ở trạng thái DC-V, 20V. Đo đồng hồ nó báo đúng thì sẽ là que đỏ, nó sẽ là điện áp 5V. Còn đo mà cảm thấy đồng hồ nó báo dấu trừ thì là lộn que đo. Đó, dây ở giữa sẽ là tín hiệu của cảm biến TBS. Khi kéo ga, nhả ga, thằng này nó biết hết, gửi về đây. Đó. Thì ga lăn ti thằng này biết, lên ga nó biết, là nhờ vào phụ thuộc vào cái dây ở giữa của con TBS. Nó đơn giản như một cái chiết áp thôi. Còn cái van từ cầm chừng nhanh này không quan trọng cho lắm. Nó chỉ là bổ trợ vào buổi sáng khi trạng thái động cơ nguội thì chúng ta khởi động IC dập mát cho nó, thì nó sẽ hút than từ này, mở thêm đường gió vào thì ga sẽ hòa lên trong vòng khoảng 5 đến 10 giây thì IC sẽ ngắt mát và van từ sẽ đóng lại ở trạng thái bình thường. Xe đời mới bây giờ xuất hiện cái lỗi mới. Còn những dòng xe đời cũ thì không xuất hiện cái lỗi mới về cái van cầm chừng nhanh. IC dập mát, dây còn lại 12V sau khóa. Hãy chịu khó nghe Đình Tuấn, làm theo Đình Tuấn thì bảo đảm các bạn sẽ giỏi. Và đồng thời con IC này mong nó chết nó không chết. Rồi, cái cảm biến IAT này chúng ta cứ hiểu nôm na nó sẽ là con cảm biến ở dạng ông. Đấy. Bởi vì sao? Nó sẽ thay đổi giá trị dương, âm. Thì hiểu nôm na nó sẽ là ở trạng thái con cảm biến dạng âm nha. Nó có thể âm và đồng thời nó thành dương. Chúng ta cứ hiểu nôm na nó là con cảm biến IAT ở trạng thái điện trở âm. Còn cái điện trở thông thường của mình ở đây thì đương nhiên nó sẽ không thay đổi giá trị. Điện trở mình ở đây thì không thay đổi giá trị. Ở đây là trạng thái giá trị điện trở âm. Đúng không? Nó sẽ thay đổi được. Rồi, con này sẽ là phụ trên một con xe. Quan trọng nhất là cái con chính là con cảm biến nhiệt. Đấy, con này nó tựa vào khả năng xăng nhiều, xăng ít. Con này sẽ làm việc nhiều hơn so với con cảm biến gió. Thì cảm biến nhiệt đây cũng ở trạng thái dạng điện trở âm. Đó, thì nó làm việc y xì con cảm biến IAT này thôi. Mát chung hai dây này giống nhau hết. Sân sọc cam. Nó nối ở trong cái bó dây đấy. Chặng 3, chặng 4 từ IC cấp mát cho nó.
đấy, mắt chung. Dây còn lại sẽ là dây tín hiệu, được chưa? Tín hiệu này thì đương nhiên chúng ta bật khóa điện lên, chúng ta cứ bảo là điện áp 5V, nhưng ở đây trạng thái là điện áp nhỏ nha anh em. Nhỏ có nghĩa nếu mà chúng ta dùng thiết bị chúng ta đo ấy, cảm thấy như vậy là điện áp nó sẽ không đủ chất lượng 5V, gọi là sụt. Sụt áp thì chúng ta chỉ cần hiểu nó là dây tín hiệu thôi, được chưa? Tín hiệu này để gửi về IC để rằng cảm biến này ở nhiệt độ hiện tại đang lặn ở miền Trung này, đang ngập thì nó chỉ có hơn 20 độ. Ở Sapa hay Lào Cai hoặc là những cái nơi lặn thì đương nhiên nó sẽ là 0 độ, hoặc đồng thời nó sẽ âm khoảng vài chục độ. Đấy, và đồng thời nổ máy lên thì đương nhiên nó bám ở đâu? Nó được siết ở đâu? Được bám ở đâu? Nó được bám ở cái đầu bò. Đúng không ạ? Thì đương nhiên động cơ nóng lên thì đương nhiên nó sẽ thay đổi giá trị và đồng thời nó sẽ nóng lên. Nhiệt độ nóng lên thì đương nhiên nó sẽ gửi về tất cả IC. Còn đấy như bộ não của mình ấy, chân tay đúng không ạ, mũi mắt đau thì đương nhiên cái đầu của mình có cảm thấy mệt mỏi. Đấy, hoặc là bụng đau hoặc là nhức răng, đúng không ạ? Thì cái đầu mình cảm thấy nó khó chịu, căng thẳng đầu óc, hoặc là làm không có tiền. Đấy, về nhà vợ giày vò. Con kia nó lấy thằng kia, thằng kia cũng là đàn ông, tại sao nó kiếm ra tiền mà ông lại không kiếm ra tiền? Đấy, thì đương nhiên chúng ta là một người đàn ông trụ cột trong gia đình thì nó bị đau, đau não, đúng không ạ? Thì đừng làm nó đau. Thì đa số cảm biến nhiệt trên những cái dòng xe ga nhá, mà quạt được gắn liền với mâm điện này, thì nhiệt độ sẽ không bao giờ vượt quá 100 độ. Đấy, những cái xe nào mà được cái gắn quạt nó gắn liền với cái mâm điện này, bu lăng này nó quay theo, thì nhiệt độ sẽ không bao giờ vượt quá 100 độ nha. Trừ khi các bạn để nổ máy Galanti nửa tiếng, một tiếng ở trạng thái vòng tua máy 1500-1600, bởi vì lúc này quạt nó quay chậm thì không thể nào giải nhiệt nước bằng mát nó ok được, thì nước nó sẽ nóng. Thì các bạn cứ nghĩ rằng nó bị thổi rong quy lát hoặc là bị bơm vân vân nhá, thì các bạn phải xả gió và các bạn nẹt ga thì nhiệt độ nó sẽ giảm xuống 90, 80, 75 độ, thì nước ở trong cái nước nó sẽ là ok ngay. Còn bây giờ các bạn làm máy xong các bạn cứ nổ Galanti cả tiếng, các bạn rô ra xong các bạn mở nắp lên thấy nó sôi sục sục thì các bạn lại live stream lên, anh em giúp dùm mình tí, máy thì anh em không có để anh em đọc ở cái nhiệt độ này nó nóng là bao nhiêu, chúng ta phải kéo ga lên, đúng không ạ, để vòng tua máy nó lớn lên để nó giải nhiệt tốt hơn. Hoặc là anh em làm xe ga thì anh em ấy không kéo ga lên ấy, bởi vì chúng ta nổ rô đai thì chúng ta phải dùng cái quạt đấy, chúng ta thổi vào cái động cơ luôn đấy, thì đương nhiên nhiệt độ nó sẽ không bao giờ vượt quá 100 độ. Các bạn thử làm điều đấy thôi. Tôi thấy lên mạng có rất nhiều người ở trạng thái một con xe làm máy xong, riêng cái dòng xe Honda đấy, AB đồ ấy, khó bị mặt nòng lắm. Rồi nhiều người phá xong các bạn lại phả mặt nòng, rồi các bạn lại đi kiểm tra bộ bơm nước. Đấy, nhớ xả gió xong làm điều đó, đúng không? Còn con điện trở này để chúng ta giả lập những cảm biến IAT này và cảm biến nhiệt thì nó sẽ không thay đổi được giá trị. Đấy, nguội hay là nóng nó cứ định vị. Dù nó là 100 độ C hoặc là nó âm 20 độ C thì chúng ta giả lập cái con này vào, nó chỉ có là tùy theo tương ứng 30 độ C, 450 tùy theo điện trở chúng ta giả lập. Điện trở giá trị nó nhỏ thì đương nhiên nhiệt độ nó sẽ tăng. Và các bạn giả lập con điện trở nó quá lớn thì nhiệt độ nó nhỏ. Và giả lập nó to hơn nữa thì đương nhiên nó sẽ âm. Đấy. Thì tùy theo chúng ta giả lập con điện trở. 1 ký, 2 ký, 3 ký, 5 ký, 300 ohm. 300 ohm thì nhiệt độ khoảng hơn 70 độ C. Đấy, 1 ký thì nó chỉ là 4 mấy 50 độ C thôi. Ơi, cảm thấy nghe, cảm thấy có điều gì thú vị không hay là khó hiểu? Đặt cho xin cái comment. Thì các bạn cứ theo tôi đi, không cần phải hiểu sâu đâu. Nếu xác định các bạn cần hiểu sâu, các bạn cần phải làm một cái nhà máy để các bạn đúc ra con cảm biến ECT này để các bạn bán cho anh em thợ hoặc là cung cấp cho phụ tùng thì tôi không dám dạy các bạn. Bởi vì các bạn phải đi chuyên sâu để các bạn hiểu về nó, để các bạn đúc kết cho nó. Còn vấn đề ở đây tôi giải thích cho các bạn là nó là điện trở gì cho dễ hiểu, và hư thì phải kết thúc như thế nào.
Rồi thì con này cũng tương tự như vậy. Còn TBS thì các bạn biết rồi, ở trạng thái nó sẽ hư hơn những con này rất nhiều, bởi vì nó phải thay đổi liên tục. Khi chúng ta kéo cái quả ga này, nó cứ lên xuống, tăng tốc, giảm, tăng tốc. Đúng không ạ? Nó như kiểu cái phao xăng ấy. Đấy, xăng đầy, xăng hết, nhả ga, xăng đầy. Thì nó cứ làm việc liên tục như thế này thì đương nhiên TBS nó sẽ bị hư. Nó chỉ là một con biến trở thôi. Nếu mà xay liên xe tục nó sẽ bị hư. Thì anh em nào chắc mở cái phao xăng của Zimway ra, anh em biết rồi, nó tương tự như vậy cho anh em dễ hiểu nhá. Rồi nhiều các bạn bị chết ở cái cảm biến oxy này khá là nhiều, ở trạng thái nhiều cái xe mà nó ra nhớt, nó bị hở vạc ra nhớt thì đương nhiên nhớt nó sẽ xuống. Xuống đâu? Xuống cổ bô thì đương nhiên nó sẽ bịt bớt những cái đầu lại, anh em thấy không? Nó sinh ra những cái lỗ này ở đây. Đấy, để nó cảm nhận được, để nó ngửi được cái lượng xăng thừa, xăng thiếu. Gọi là cái oxy đấy. Đấy, chúng ta cứ nói là xăng đi cho chúng ta dễ hiểu. Nói oxy thì nó nghe nó sâu xa quá nhỉ. Oxy thì phải để cho những cái thạc sĩ. Thì Tuấn cứ hiểu rằng nó như cái lỗ mũi chúng ta thôi. Ngửi. Thì bây giờ trong quá trình nó dơ quá rồi, những cái lỗ ở đây, anh em nhìn thấy lỗ không? Nói nôm na ở trong này, chung quanh cái cảm biến oxy này nó sẽ có 10 lỗ. Thì lâu ngày nó sẽ đóng khói, hoặc đồng thời nó bị hở bạc, nó sẽ bám đen hết. Thì nó chỉ còn khoảng 2-3 lỗ thôi. Thì đương nhiên nó sẽ báo sai giá trị ngay. Nó gửi về đây thì sai, thì các bạn sẽ đọc thông số, nó trên 1V hoặc là 2-3V gì đấy. Còn nếu nó ok thì các bạn phải kiểm tra cái kim và cái bơm. Cái bơm là cái đầu tiên, 3,2 kg đổ lại, 2,5 kg đến 3,2 kg. Kim có ok không? Thì kim nó phun riết, mở nhấp nhô kim liên tục, phun phà phà thì kim lâu ngày sẽ đái, hoặc đồng thời sẽ phun không còn thẳng cái tia phun này nó xuống cái động cơ nữa, mà nó phun nó nghiêng vào cái thằng. Đấy, cái mà anh em bỏ kim vào cái đầu bò ấy, có cái lỗ ấy. Đúng không? Đấy, nó phun không xuống được mà nó phun vào thằng. Để thằn nó xảy, nó chảy xuống. Đấy, nó đái ấy. Nó như kiểu mà mình mà đi tiểu ấy, gặp cơn gió đấy, anh em đi tè đấy. Đúng không? Cái nước tiểu của mình nó đâu phóng thẳng được đâu. Gặp cơn gió to nó sẽ lắc lắc lắc. Đúng không? Rồi, đây tiếp tục là cảm biến VS. Thì Honda tất cả nó sẽ là dùng 12V nha anh em. Còn Yamaha nó sẽ là 5V. Cứ dây ở giữa là dây tín hiệu. Đấy, cái dây mô hình này đang bị sai. Cái dây 12V này nó nằm bên ngoài này, hồng nhập xanh nó nằm ở giữa mới đúng. Để nó gửi về con IC này, để nó mới cho chúng ta để hoạt động cái Alin Sheet Top ở trạng thái 3S. Để biết rằng ở bánh sau chạy hay là dừng. Đó. Đấy. Để nó gửi về IC, để cho IC nó nhận rằng động cơ đang chạy, bánh sau đang chạy hoặc là đang ngừng, để cho nó hoạt động Alin Sheet Top. Nhưng để hoạt động Alin Sheet Top phải tựa vào khá nhiều con cảm biến nhiệt và đồng thời cái vòng tua máy vít gió nha. Đó, nó phải đầy đủ đáp ứng, và đặc biệt là cái bình điện này nữa. Đó, đáp ứng thì mình sẽ dạy sâu anh em trong nhóm học online về tại sao khi mà nó hoạt động ok nó đề được, nhưng Alin Sheet Top lại không hoạt động. Thì mình sẽ giải thích anh em trong nhóm học. Nhiều lúc anh em cứ bảo đề được, hoạt động tất cả, nhưng tại sao cái đồng hồ Alin nó lại không hoạt động Sheet Top? Nhưng trạng thái cái nút Alin Sheet Top trên cái đồng hồ tắt mở nó vừa sáng cái đèn chữ A, nhưng nó lại không dừng. Thì hẹn anh em trong nhóm học. Rồi thì mình sẽ di cam này thấp xuống một tí. Ở đây là cái công tắc chống điện, nó đơn giản ở trong cái mặt IC này nó có một cái công tắc, anh em hiểu không? Đó. Từ con IC này nó chạy ra công tắc chống nghiêng, và chống nghiêng nó lại chạy vào trong đấy. Chúng ta hiểu rằng ở trong này nó sẽ có mặt on off ở trong này. Thì nó thay vì chúng ta ở đây để gạt chân trống thì hai chân này nó tách rời ra, gạt xuống. Khi chúng ta đá lên thì hai chân này nó dính với nhau, tất cả đều ở trong này nhá. Đây chạy ra và từ chân chống nghiêng lại chạy vào. Đấy, nó cô lập, nó làm một công tắc ở trong này, một sợi dây. Đấy.
Và có cái khổ cái là nhiều anh em vào bây giờ đề con Drive khởi động đề đây nó không nhảy. Và các bạn không có cái máy này thì các bạn không biết được trang trại chân trống ok không. Nhiều các bạn bảo ừ em rút cái rắc ra em nối tắt lại. Nhưng ví dụ một cái dây màu xanh sọc đen từ IC chạy ra chân trống nghiêng nó bị đứt, hoặc là cái dây màu xanh lá sọc trắng từ chân trống nghiêng nó chạy vào IC nó bị đứt, thì các bạn nối tắt ở đây, ở cái rắc này chân trống nghiêng này thì nó vô hiệu hóa, nó đang bị đứt ở đây. Thì các bạn cứ khăng khăng là ừ tôi nối rồi, các bạn hiểu không, trong vòng 2 giây đấy một dây chạy ra một dây chạy vô, nó đơn giản nó có thể nó bị đứt ở đó hoặc là bị mo ven một dây nào đó thì nó sẽ không đề được chẳng hạn như thế. Thế nên các bạn phải hiểu rằng phải đo công tắc đề được ok ok rồi, các bạn phải đo từ đây nó có thông về đó không thì mới nói chuyện được. Chứ em tháo ra em lấy dây điện em nối lại rồi anh ơi vấn đề không được, thế thì bằng huề đúng không ạ. Các bạn làm nghề các bạn phải hiểu và các bạn phải bắt được vấn đề đấy. Thì phun xăng điện tử nó không có cửa để hàn anh em, trừ khi con xe này khách hàng cứ chạy phát nó lại bị, và vào cửa hàng chúng ta nó hoạt động tất cả đều bình thường thì cần phải có kinh nghiệm để khám phá bị cái gì. Bị rồi thì đơn giản chỉ đi mò vào cái đó đấy, khó nhất là con xe nó đang chạy nó bị bật vào trong thì lại chẳng sao, khách hàng bảo ừ từ bấy giờ em chạy vào tiệm ăn thì lại bình thường, nhưng em đi lọng quạng lại bị vậy thì chúng ta xử lý mới khó. Còn vào cửa hàng mà bị bận thì con xe đấy phải chết, hiểu chưa. Và nó yếu tố còn khá nhiều cho anh em trên một con xe, không phải là hiểu về những cảm biến này còn đủ, nó còn đủ các loại dây rắc ở trong ấy. Riêng nó chỉ cần mo ve một cái, điện áp tụt một cái, sút một cái là con này sẽ báo sai hết hoàn toàn cho anh em nó thông minh, bởi vì nó phải cần có sự chuẩn về tất cả những cảm biến này, tín hiệu đầu vào nó ở đầu ra đây là gì, là kim phun mô bi sườn chẳng hạn như vậy. Nhưng nó chỉ cần mo ve hoặc là chập chờn một cái nó sẽ gửi về đây điện áp sai đấy, được chưa. Hoặc là một cái dây khi mà nó xuất ra một cái điện áp 5V cố định cho TBS, nó chỉ cần bỏ vo ve cái các bạn mới đo đồng hồ được 5V, nhưng trong này điện áp nó cấp cho TBS nó đang bị sụt áp đó, được chưa. Nó còn khá là nhiều thú vị cho anh em ở trạng thái những cái rắc, kể cả rắc IC đây cũng vậy này. Nhiều ông thợ ông chọt ra chọt vào ông không biết cách chọt, nó sẽ bị tòe cái rắc này và đồng thời nó mo ve hoặc đồng thời nó tiếp điểm vào cục IC này không chết. Mà rắc này chỉ cần đi vòng vòng một vòng vòng một cái bỏ dây này nó cũng gặp vấn đề trên con IC này, nó rất khó. Nhiều thợ không biết lấy cái rắc này ra này, rắc này lấy ra cực kỳ dễ, mài một cái lò xo xích tốp bén ơi là bén, ngậy cái ngàm nó ra cái là rút nó ra và cắm vào lại bình thường ấy, rút cả hàng trăm lần cũng được, đừng làm cái đầu kia nó bị vấn đề. Và có rất nhiều cái vấn đề nữa ở đây, các bạn gặp tình trạng phải là vấn đề này, các bạn cắm cái rắc này vào IC không, các bạn cố gắng ép nó vào nhưng thật sự cái rắc này các bạn phải lừa nó vào, nhiều lúc cái chân nó bị cong, thế là các bạn ép nó vào, các bạn cứ nghĩ là nó vào rồi, thế hai chân dính nhau, thế là IC này lên đường, hoặc là hai chân đấy không phải hai chân chuyên nghiệp thì nó lại không có hoạt động đấy. Rất tình trạng ở đây là cái rắc IC các bạn cắm vào con IC này và nó rất dễ gãy nhá, cái rắc này nó gãy thì các bạn tiêu ấy này. Đấy, ở trong này có 33 hàng chân, có rất nhiều hơi bị, nó hơi bị cong cong đi chẳng hạn như vậy. Các bạn lấy cái rắc các bạn gắn vào cái gì cứ vậy, các bạn phải lừa, các bạn lắc cảm thấy nó nhẹ các bạn nhấn cặt cái nó kêu cắt, còn các bạn đừng cố gắng các bạn dùng lực các bạn ép, nhiều lúc ở trong này hai chân nó sẽ cong và dính nhau đấy, và đồng thời các bạn xử lý không kịp thì nó chết, hoặc là nhiều cái dây mà nó bình thường thì không chết, các bạn lại bẻ lên nó gãy mất cái chân này xong, thế là đời gặp cô lụ hết, đúng không. Nó rất mong anh em phải tỉ mỉ ở vấn đề cái rắc này, có rất nhiều anh em thợ chết rồi này, chết ngay, kể cả cái rắc SU nó bị cong một cái các bạn nhét nó phát nó dính ở bên dưới này, cái rắc các bạn chưa nhét vào được hết bởi vì không có tiếng kêu cắt. Đó là những cái mình chia sẻ cho anh em ở trạng thái chúng ta hãy làm nghề, phải làm được điều đấy thì mới gọi là một người thợ thành công.
mình không giỏi gì nhưng luôn luôn mình phải làm, mình phải đặt cho mình một cái câu hỏi, mình luôn luôn rút ra một những cái bài học. Cái quan trọng là đôi tay này. Một người thầy dạy các bạn thành công và giỏi vô địch thủ với FI này trên cộng đồng mạng, nhưng đôi tay các bạn làm hỏng thì nó vứt. Đấy. 50% các bạn hiểu về mobile, à hiểu về hệ thống FI, nhưng 50% các bạn phải dùng đôi tay và cái đầu để các bạn xử lý nó. Đó. Được chưa? Đấy, các bạn phải dùng được cái đôi tay này 50% để các bạn làm, để các bạn cảm nhận về những cái rắc, và đôi mắt phải nhìn tinh táo vào những cái màu dây để chúng ta xử lý thì nó mới gọi là ok được. Đúng không ạ? Ừ. Còn bây giờ cái rắc CKB này mình đánh cho anh em vài ban, bởi vì bây giờ nó cũng muộn rồi. Ở ngoài thì đương nhiên mình có thể rút rời cái rắc đực rắc cái ra, ở trong này thì mình hàn ở đây rồi. Mình chỉ có đo được như thế này thôi. Nên bây giờ mình sẽ đánh cho anh em vài ban chơi cho nó vui vẻ đêm nay. Đấy, còn các bạn nào có nhu cầu các bạn tham gia khóa học, tiếc gì vài triệu mang lại kiến thức vô bờ bến, mua máy tặng nhóm học nha. Để cuộc đời này nó bớt khổ về những xe FI này nó hằng. Chịu khó làm có tiền thì mới đầu tư được đồ chơi. Đó, và chịu khó học để nhớ. Các bạn biếng học quá, có nhiều anh em lười học. Lười học đi chơi điện tử nhiều quá thì làm sao mà thành công được. Cái cuộc đời này học trước quên sau, không bao giờ giàu được. Đúng không? Ừ. Học trước quên sau không bao giờ giàu được. Trừ khi trời phú gặp một cái mận gì đấy thay đổi cuộc đời mới giàu. Cái này cần phải làm, cần phải nhớ và phải luôn luôn rút cho chúng ta bài học. Ghim vào trong bộ não luôn. Nó như một cái kim ấy, chọc vào trong người chúng ta phải có cảm giác nhói. Để chúng ta nhớ mãi cuộc đời này thì nó mới thành công. Rồi, ok. Bơm này để làm như vậy anh em sẽ học online sẽ ok. Em xin suất anh ơi, 2 tháng mới có xảy ra. Ôi trời ơi, chán thế nhờ. Đấy. Văn Thọ xe máy bảo bây giờ em xin suất anh ơi, cả 2 tháng mới có con Sega thì lại quên hết. Không báo lỗi ở đây. Để mất bơm. Bơm chỉ ép một phát thôi. Mất. Nó chỉ có ra hiệu ngáp một phát. Mất bơm, mất đánh lửa. Đèn chất báo lỗi. Comment. Cái này giờ cần những cái comment của anh em ở phía dưới là cái lỗi bao nhiêu. Phải đọc ra được comment. Kế tiếp thì Tuấn sẽ giảng các bạn này. Tập đọc. Chưa biết thì chúng ta phải tập đọc. Đó là cái quy luật trong cuộc sống. Và chia sẻ những cái cảm biến này khi mà đi xoáy súp bắp tháo ra vài thằng tiện. Và thợ tiện mẹ tay nghề nó lột bột, nó xoáy, lỡ may nó rớt cái đầu xuống gãy, cảm biến thì nó không đền đâu. Đây này, mấy thợ tiện hậu đậu ở quê đấy, lỡ may đi xoáy súp bắp, nó bảo ơi tao xoáy mày dùm tí, mẹ rớt phát cảm biến này mấy trăm nghìn. Tốt nhất các bạn lấy cà lê tháo ra. Đây, nó gì cần đang xoáy xoáy cái lỡ tay nó rớt mặt phát gãy cảm biến nhiệt này. Đây gãy này. Gãy xong bảo nó bảo không gãy, không phải nó làm. Đấy, đây là cái tai hại. Thợ nhiều thằng nó lậu đậu lắm. Mẹ nó chỉ biết là xoáy để lấy tiền thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà. 52 nếu hiểu rồi, bấm luôn 52 giây gì. Nó lưu ở trong đầu thì mới gọi là giỏi. Đây được. Mất bơm, mất đánh lửa. Bởi vì lỗi 52 thì không bao giờ, kể cả ông đề được không bao giờ báo lỗi. À, không bao giờ có lửa. Bơm nhập từ Mỹ về nhà để dạy online. Chứ cái bơm này nó phải kêu như vậy thì cả nhà mới biết rằng nó có bơm hay không. Đúng không? Đói bụng ghê gớm, chưa ăn gì hết.
Đó. Đúng rồi, phải nhớ được như vậy chứ. Bây giờ con xe ma vào như vậy, múc ngay dân sân biển Sọc Vàng thì làm sao mà bị nó hằn. Mấy cái dây này không quan tâm nữa, trắng đỏ, trắng đen, trắng xanh biển, nâu sọc đen và xanh biển sọc xanh, không quan tâm năm sợi dây nữa, quan tâm dây này thì làm sao không ra bận được. Mở cái yên lên hoặc là mở cái bệ sau rút phát ra đo phát thế thôi, được chưa, rút ra đo phát thế làm sao mà anh em bị nó hàn được. Cần gì phải mò phải hỏi ai, cần gì phải năm sáu sợi dây kia, đúng, xanh biển sọc vàng cứ vậy đo đo dây này ra mắt sườn, dùng cái đồng hồ ở trạng thái DC vôn xem có điện áp hay không, 7 đến 8 vôn, rút rác ra đấy, rút rời cái CKB ra đấy, lấy cái đồng hồ đo từ cái dây này ra mát xem điện áp được có 7 đến 8 vôn không. Không có, ở đây mình không có đo nhá, đây mình chỉ luôn, không có đo, mình nói là chuẩn. Rút cái rắc CKB, rắc cái rắc đực ra đo một phát từ IC này nó chạy xuống cái rắc đó, đo ra mắt sườn. Đây mắt sườn này. Dùng đồng hồ. Nếu không có điện áp 7 đến 8 vôn thì phải mở tài liệu hoặc là truy cập vào cái app nào để đo cái dây màu xanh biển sọc vàng này chạy xuống chân bao nhiêu của IC. Dùng đồng hồ tiếp tục xoay ở trạng thái thông mạch. Đo xuống đây. Nếu nó thông nữa báo khách hàng chết luôn. ECM. Không cần phải hỏi bất kỳ một ông nào ở trên mạng cả. Bởi vì bây giờ chúng ta đo giữa dây này và về chân IC. Đo dây này ra mắt sườn không có điện áp thì đương nhiên phải đo thông mạch, đo thông mạch rồi thì báo cáo khách hàng chết mạch. Ở trong này nó hàng tỷ các linh kiện ở trong này, vừa để vừa sạc, đúng không ạ? Hai con vi xử lý, ôi chí Hậu Lâm giỏi thế nhỉ. Ok, cảm ơn các bạn, không cần học xem thì Tuấn livestream vẫn hiểu, thank you. Đó. Ok, cần gì phải hỏi ai. Còn mà đo dây này rút xuống ấy, đo từ đây về đây ấy mà có điện áp 7-8V báo khách hàng chết CKB. Có hai trường hợp. Một CKB, hai là đứt dây, ba chết mạch IC, kết luận 3 bước kết thúc. Không cần phải lăn tăn. Không cần phải hỏi có chết hay chưa. Mình đo như vậy rồi, không có điện áp, mình đo về đây thông mạch rồi. Liệu IC có chết không? Chết. Không cần phải hỏi ai. Nó chỉ có thế thôi. Nhớ chân này xuống chân bao nhiêu, rút cái rác để đo thông mạch, được chưa? Đúng ạ. Tuấn dạy online như vậy, dạy để cho các bạn thấm luôn, ghi vào trong cái quyển tài liệu ấy, cái chỗ mà CKB đấy, mai mốt học ấy, nhiều anh em là chuẩn bị có nhà hứng đây này, hoặc anh em đăng ký ở ghi vào luôn, thằng tay ga thì Tuấn nó chỉ, ghi luôn là nói là thằng tay ga thì Tuấn nó chỉ. Rút cái rắc CKB ra không có điện áp, đo thông mạch chết mạch IC, ghi lưu trú ở trong đó, không cần phải hỏi. Còn đo có điện áp tới đây thì chết mạch CKB trong ngoài, tháo ra thay CKB báo khách hàng mua CKB zin. Ok nhá. Không cần phải hỏi, chịu khó học nhớ. Mẹ các bạn lo cứ nghĩ rằng tôi dạy tiếp các bạn lại xin vào nhóm học tiếp nên các bạn không nhớ, thì vấn đề bây giờ tôi sẽ không cho ai vào trong nhóm học này trừ khi những người nào học dở ở cái khóa trước. Đó. Nhưng các bạn không chịu nhớ, tôi dạy đi dạy lại như vậy rất là kỹ, đây là đang là cái live stream ở trong cái trang fanpage của tôi chứ không phải là nhóm học, nên các bạn cứ học nó giảng, ngày mai chẳng cần ôn lại, kệ tổ nó, lần sau nó dạy tiếp lại xin nó học tiếp thì các bạn cứ tựa vào tôi thì các bạn sẽ không bao giờ thành công. Nơi của tôi mang ra các bạn là một cái cần câu thì các bạn phải về nhà mài rũa để thành thành cần câu, để trở thành sát thủ đi câu cá, chứ các bạn không bao giờ tựa vào tôi, luôn luôn có tôi ở bên cạnh để cùng các bạn đi câu được hết cuộc đời này đấy. Không bao giờ tôi đi hết cuộc đời với các bạn ở cái nghề này. Có thể tôi nghỉ hưu sớm, có thể tôi chết sớm, không bao giờ biết được ngày mai. Nhưng hiện tại tôi còn yêu cái nghề này,
tôi chia sẻ được cái gì thì các bạn chịu khó học điều đấy. Được chưa? Đèn FI không báo lỗi. D. Có đánh lửa. Khách hàng dẫn bộ vào kiểm tra cái gì? Khách hàng bảo chị đề được nhưng không nổ, em vào kiểm tra cho chị. Thì người thợ phải nghe, hoặc nhiều thợ người thợ nữa thì phải mở cái buji này ra xem đánh lửa có tạt 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 hay không. Và tôi nhắc sâu một cái nữa, bất kỳ một con xe phun xăng điện tử nào không được dùng mở chụp buji ra lấy cái dây mô men sườn tia vào lốc máy để thử, luôn luôn phải thử có buji nhá. Đấy. Rồi các bạn nghe được tiếng gì không? Không nổ. Các bạn chỉ cần hiểu một cái mô hình này sâu thì tất cả những dòng xe điện tử nó kết thúc trong vòng tích tắc. Một mô hình chạy hàng tất cả xe của Việt Nam này cũng được. Được chưa? Nếu người đã có nhá hứng để làm những cái rắc này không? Một mô hình này chạy tất cả những cụm IC điện tử. Cam đoan với các bạn từ cái khóa chìa cho tới khóa spark key. Với tôi là chỉ cần một con xe làm được tất cả xe, chứ không cần phải phô trương làm quá nhiều mô hình. Rồi các bạn comment cái ban này bị cái gì? Chỉ cần các bạn học ít như vậy các bạn thấm, đó là điều thành công với các bạn. Đấy, tôi dạy các bạn đôi khi một đêm hơn 2 giờ tôi phải ấn điện, nó sáng nó căng đét ở đây, tôi cực nóng. Tôi không dám mở quạt bởi vì sợ nó ồn có tiếng gió. Tôi ngồi đây tôi nói cho anh em viêm họng luôn. Thì anh em nghĩ rằng mua cái máy chẩn đoán này ở trên Việt Nam này có ai dạy các bạn nhiệt tình như thế này không? Cho tôi xin cái comment. Hỏi các bạn ở trên Việt Nam này có người nào bán cái máy chẩn đoán này tặng các bạn nhóm học online và bộ tài liệu này không, mà dạy cho các bạn 15 đêm với tất cả cái giá xe trong cửa hàng của tôi. Xe tôi không có nhiều, nhưng nói để đến về xe thì tôi cũng có xếp hạng ở trên cái giới dạy nghề này nói về xe máy. Đó, anh em live stream, tôi live stream thì các bạn thấy sàn xe của tôi rồi. Kế tiếp tôi đang săn lùng củng cố thêm vài con xe đời mới nữa để xong. Đúng, không bơm xăng. Phải nghe được điều ấy. À, không bơm. Rồi, không bơm xăng thì hy vọng rằng tôi không chỉ ở đây nữa. Nó chỉ có hai sợi dây đó thôi. Đen sọc trắng 12V và dây màu nâu sọc cam, nâu sọc vàng. Có nhiều xe màu nâu, nhiều xe sẽ làm nâu sọc vàng. Từ IC dập mắt cho nó. À, thì cái này dùng cái bóng đèn, dùng cái bóng đèn LED bật lên trong vòng 3S nó phải sáng là chết motor bơm. Còn 3S mà bóng đèn không sáng, kiểm tra điện áp tốt 12V, phải đo dây này về IC. Tiếp tục nó giống CKB thôi, đo từ đây về IC nó thông, mà bóng đèn nó không dập mát cho bóng đèn sáng, nó lại chết mặt bơm xăng thay. Ok. Còn cần phải hỏi. Mình dùng bóng đèn mình đo IC không dập mát. Mình đo thông mặt rồi, về đây rồi, liệu IC có bị gì không anh em? Chết luôn. Không cần phải hỏi bất kỳ điều nào. Mất cảm giác bơm xăng. Cứ phải hỏi, mình đo đi đo lại 10 lần rồi các bạn ạ. Mình kiểm tra 12V bóng đèn mình sáng căng đét rồi, bật khóa địa. Mình thử cái bóng đèn LED của mình, IC không dập mát cho nó. Mình dùng cả đồng hồ nữa, đo không có 12V trong vòng 3S khi bật khóa điện. Mình xem kỹ lắm. Mình đo từ dây này với IC thông rồi các bạn ạ. Liệu IC có chết không nhỉ? Mình đang phân phân, chết luôn. Kết thúc. Được không? Dễ hiểu cho xin cái like. Ở đây mình không đo bởi vì ở đây khác với online. Online mình sẽ đo luôn. Đấy. Online mình chỉ sâu hơn mà các bạn không hiểu nữa là thua. Đúng rồi, 3 bước.
Ok. Được chưa? Motor bơm phải trang bị cái motor bơm dạy như vậy để anh em nghe, chứ bất công cái motor bơm nó êm quá thì bảo ừ Tuấn ơi chẳng thấy nghe bơm bơm này. Đồ nó kêu nó đói bụng quá, nó bảo tay ga thì Tuấn ơi đói bụng quá rồi mà ông vẫn còn nhiệt tình vậy sao hả tay ga thì Tuấn. Chia sẻ đi, chia sẻ 5-10 nhóm nữa được chưa? Xuất lỗi không? Xe vào này, đó, bù lăng dính cựa này, à, cái này đó, đè nó xúc xịt bù lăng cái nó mới chất lỗi này, bật khóa điện đây không chất lỗi. Còi chữ bơm gì hì hì, ok còi, mai gắn còi chip trong đây nữa. Rồi cái này xe có B thì lúc này đề không được, các bạn loại trừ cho Đình Tuấn ra sân biển sọc vàng đo nguồn và mát xem có 12V không. Có rồi, loại trừ, đo 3 giây này còn thật sự quen quay bù lăng cảm nhận được biết luôn, quay bù lăng các bạn có thể loại trừ được dây nào luôn đấy. Thì các bạn hãy chịu khó về nhà đánh ban, thì cái này tôi không thể nào chỉ được. Về nhà các bạn tạo ban xe cơ bê, các bạn quay bu lăng, các bạn sẽ cảm nhận được điều đấy nha, nó sẽ kêu cái gì và các bạn đoán ra dây nào. Phải thử cảm giác, bởi vì bây giờ các bạn không có cảm giác, các bạn về nhà đánh cho tôi 5 xe cơ bê này, các bạn sẽ quay bu lăng, các bạn sẽ cảm nhận được dây nào bị, thấy chưa? Loại trừ không cần phải đo nhiều ấy, vấn đề không cần phải lo đo nhiều đó. Bộ tài liệu 500k thôi, hôm nay sale bán 450, 500k bộ nha. Học online luôn anh, học online em tặng cho bộ. Trời ơi giờ mua bộ tài liệu 500 rồi, tiếc gì thêm mấy đồng nữa vào học online 15 đêm cơ, từ mô hình cho tới kiểm tra các kiểu con đà điểu và trên xe, phân tích dữ liệu làm sao mất đi, còn tùy anh em. Rồi muốn mua bộ tài liệu mình bán cho bộ tài liệu vài trăm k. Rồi CKB nhá, được chưa? Đây thế này, xe mang vào như thế này, đồng hồ lên xuống. Chúng ta phải đi kiểm tra cái gì đầu tiên? Rồi ơi, bật khóa điện đó. Được chưa? Những cái ban này trong ngoài đời chúng ta sẽ gặp, không gặp sớm thì cũng gặp muộn. Được chưa? À, không gặp sớm thì cũng gặp muộn ở cái ban này. Im nhíp hết. Đấy, dạy rồi chịu khó ghi chú ở dưới quyển tài liệu thì mai gặp như này cứ vậy búng nhả, đỡ phải đi mò nhiều, mở tè le hạt me. Đúng rồi, thả like đi chứ, đúng không ạ? Xem đúng rồi, lâu lâu phải thả cho cái tim, hoặc là nhấn cái từ ok, nó gọi là sung sướng, người dạy cảm thấy ừ nó mới hưng phấn, tiếp tục chỉ tiếp. Rồi các bạn comment bao nhiêu yếu tố để đi kiểm tra ở trạng thái con xe mang vào ở tình trạng này. Nhanh đúng không? Có người chỉ đương nhiên mất tiền, có người chỉ thì đương nhiên xe vào sẽ đỡ và đau đầu. Đúng không ạ? Đó là cái quy luật.
Nhiều các bạn vẫn bị nó hằn nhiều quá tội, thì anh em phải chịu khó cố gắng comment, đóng góp comment ạ. Cái gì anh em? Sao ạ? Nó dễ rồi, sau này đỡ phải đi phiền phức phải nhờ ai, nó mệt. Sao rồi cả nhà? Nhà im hết thế này. Xịt tốp à? Xịt tốp này này. Anh em nhìn này, bật khóa điện lên này, anh em nhìn được mà. Đây anh em nhìn được mà đúng không? Nó đâu có đèn FI đâu. Đồng hồ lên, màn hình đồng hồ vẫn có này, nhìn vào đèn pin. Chí Hậu Lâm rồi, cái này đã có đèn FI đâu mà kiểm tra cho chống nghiêng. Kiểm tra chống nghiêng không cấp mát cho IC. Mất đèn FI mà. Alo. Mất bơm xăng luôn mà. Alo. Tôi nghe anh. Chưa ăn. Ăn hẳn hả? Ăn hẳn à? Để tí nữa em kiểm tra đã, tí em nhắn qua số điện thoại đã, em kiểm tra mới biết được. Dạ. Không ăn. Triệu chín. À, hồ máy kẹp á. Mấy trăm nghìn. 400. Đồng hồ ăn bài kẹp nào? Đồng hồ vàng á. Đồng hồ đã đói rồi hả?
Ôi trời, rồi độ cái cắt ra cái làm cái bắt con chip con ốc vào cái lấy cà lê mà vặn cho nó nhanh, cắt bớt cho nó ngắn đi, mang hàng con ốc vào vặn cho nó nhanh. Giờ lò xo là nghèo nhiều cái nó vướng, cái khung nó vướng lắm, đâu phải xe nào cũng làm được đâu. Tắt và Zalo tí gửi cho xem đang live stream rồi, và Zalo tí gửi cho đang live stream. Cái này là một người thợ của mình mang vào, chúng ta phải kiểm tra cái đo cái rãnh cầu chì trên này cái đã. Đó, được chưa? Thì đó là một người thợ thì phải đi kiểm tra cầu chì. Thứ hai các bạn bắt cho Địch Tuấn nguồn vào đây, được chưa? Nó phải cần có nguồn sau khóa vào đây. Có nguồn sau khóa rồi con này chết. Còn không có đứt dây nối nó lại. Bởi vì nó mất đèn FI, mất bơm xăng, không đi tìm cái gì cả. Đo cầu chì ok phải đi kiểm tra nguồn vào đây à. Sau khóa nha. Ok chưa? Cái này trong này thì không có mát đâu. Nó khác với những cục IC Kenhin bằng nhựa. Cái rắc này 33 chân nó có dây mát. Nhưng ở trong này không có đâu, mát ở đây này. Đấy, nó chỉ cần dây mát này thôi. Ở trong này không có mát sườn vào đây đâu. Chưa? Đo phát có chết. Thế thôi. Còn ở đây sẽ đo cho anh em dây mát này. Đấy, không cần phải đi lò mò nhiều. Mệt mỏi. Đau não làm cái gì? Chỉ cần đi đo như vậy thôi. Đấy, dây mát này thì khó đứt lắm. Được chưa? Đó. Thì chúng ta chỉ cần đi kiểm tra cái nguồn nuôi vào đây có nguồn nó chết. Không cần phải bận tâm cái gì lăn tăn cái gì cho nó đau đầu. Mở tài liệu ra. Được không ạ? Đó, nó đơn giản như thế. Ok chưa? Đấy các bạn mở tài liệu nha, đọc chân IC. Còn IC mà để hiểu 33 chân này nguyên lý hoạt động nó nào, nó có dây gì thì tặng, thì hẹn các bạn trong nhóm học online. Còn nếu anh em đang chơi fanpage, anh em có thể truy cập vào cái cục IC K66 của Avalac khóa chìa xem nó là chân gì. Nhớ sau mai mốt gặp Múc. Mình thì làm FI ở quê anh em ạ, làm thế này thôi, bắt bận chẳng có cái gì sung sung gì cả. Này một thằng tay ga Đình Tuấn ở quê nó chỉ có làm FI, nó chỉ có dùng cái này thôi, chưa biết bao giờ mua cái đồng hồ đo sung hay là cái thiết bị gì nó ghê gớm cả. Thế này thôi, bóng đèn sương mù với cái bóng đèn led và có hai que trọt để tương tác với hai cái bóng đèn, đừng có chọn lộn bóng. Ở chưa, hai bóng đèn này đừng nhiều lúc đừng chọn lộn lỗ. Thì có hai que trọt thì không bao giờ cần thiết bị gì ghê gớm, chỉ cần như thế này nó sẽ kết thúc được FI chẳng hạn như vậy. Và cho một cái đồng hồ đo nữa là xong. Rồi còn có tiền nữa đầu tư cái máy này nữa xong kết thúc. Ok chưa? Đó. Bây giờ mới gọi là bây giờ chị lại dẫn bộ vào để không được. Đấy, đời mình chỉ có biết là thế thôi. Để cho trên mạng bán những cái đồng hồ hoặc là những cái bóng đèn, những cái gì mà thì không thể nào bán cho mình được. Thì nhiều anh em mình bảo mang thương hiệu thằng tay ga Đình Tuấn, mẹ tiền nhiều,
không có tiền đầu tư đúng, mình thiếu tiền để đầu tư những cái này, mình chỉ cần đơn giản thế này thôi, quấn cho cái keo bằng keo đen cái là rồi, cứ vậy chọt và di chuyển cái kẹp này, nhiều lúc nó ở trạng thái âm và nhiều lúc nó ở trạng thái dương thì chúng ta phải di chuyển cái kẹp này, nhiều lúc vào mát hoặc là nhiều chút vào dương nhé. Và nhớ được hai cái đầu dây này cắm là xong. Đây đồ nghề của mình thì đơn giản, đây FI nó chỉ có mấy dây điện lòng thòng này thôi, không có nhiều. Đây. Có khách hàng vào thì là dùng cái bộ giả lập này cho đẳng cấp. Đấy, bảo đầu tư công nghệ này nó đơn giản thế này, nó dàn rác là thế thôi. Để mang tiếng cho đẳng cấp chứ không có gì cả. VS đồ nó cũng chạy được luôn. VS này giả lập đồng hồ này nó lên luôn trên cái bộ này mấy trăm nghìn này. Đó, nó cực kỳ là dễ. Để múc cho anh em cái VS này, nó lên ngóc kim luôn. Cái này mang ra có khách mang ra cho nó đẳng cấp thôi, chẳng có cái gì cả. Này, giả lập cho anh em cái VS này. Đầu sao cái này nó to dữ vậy trời. Các bạn nhìn thấy km không? Đây các bạn nhìn thấy km không? Lên tới 160 rồi này. Thấy không? Cái này kiểm tra nguồn vào mát. Có nữa chết cảm biến. Ok không? Ừ. Cho nó nhanh, mấy trăm nghìn. Anh em là cần comment còn vài bộ nữa thôi, bộ này không bán nữa, còn có vài bộ nữa thôi. VS cảm biến báo xăng làm được hết. Đó. Đó. Hết kim, mở tua remap cong kim, vận tốc ở 160 12 km/h, nhỏ đơn giản. Đó. Cần gì nhiều, làm cho nó hai kẹp bình này dài dài chút. Đó rồi đơn giản thì đương nhiên nó sẽ chạy. Bắt bận làm gì cho nó mệt. Nó giúp cái cảm biến VS này đo điện áp nguồn và mát xem có 12V không. Rồi dùng cái này bỏ vào vặn cái bu lim. Mấy trăm ngàn bạc. Mấy trăm ngàn bạc. Làm cho nó vui. Đấy, đấy thôi. Được chưa? Rồi km lại trở lại về ban đầu. Thì xong cái clip này chúng ta sẽ giao lưu cái nữa và xong. Thì vấn đề này để không được thì các bạn kiểm tra trên chốt cạnh, rồi lại không nhảy. Cái thứ hai nút đề từ sitop qua nút đề. Nút đề có cấp 12V xuống IC không? Nha, bởi vì bây giờ nó improve hết rồi lại không nhảy. Thì kiểm tra chống điện và kiểm tra nút đề sita này có chạy điện áp 12V xuống IC không là xong, thế thôi. Được chưa? Nó đơn thuần là như thế, thấy không ạ? Xem đo công tắc đề chạy xuống chân bao nhiêu của IC thì đo. Để dùng bóng đèn tiếp tục thử.
Thôi, từ bấy giờ mình cũng live stream là 1 giờ 30 phút rồi. Chia sẻ với anh em, không được mang 100% về cái kiến thức, nhưng cũng làm cho anh em hiểu biết thêm về cái dòng xe phun xăng điện tử FI. Rồi, anh em nào cần cái gì thì cứ comment. Rồi, anh em nào có nhã hứng, cảm thấy yêu, đam mê, thích Đình Tuấn, khoái Đình Tuấn, thì chúng ta gặp nhau vào đêm 28. Rồi 28 thì tất cả anh em chuẩn bị ăn uống, tắm rửa sạch sẽ để đầu óc tỉnh táo, có thể làm ít lại những ngày thường để tối học cho nó vào. Bây giờ cứ quần quật xong, thấy thì Tuấn dậy, chưa ăn gì, chân tay dầu nhớt, cầm cái điện thoại lên học online hoặc là cái laptop thì nó chưa đủ để vào trong này. Có thể chúng ta sắp xếp cái cửa hàng nghỉ sớm khoảng 6 giờ, tắm rửa, ăn uống xong 7 giờ. Nghỉ ngơi 30 phút uống nước, chờ Đình Tuấn dậy vào trong nhóm học, học đến 22 giờ hàng đêm. Chứ không phải là bây giờ 7 giờ 30 học, làm tới 7 giờ 30 xong vào ăn hoa tấm cơm cái ra cái đầu các bạn bị căng thẳng. Hãy để cái đầu được nghỉ ngơi trong vòng 30 phút tiến hành học vào ban đêm. Hẹn khách hàng hoặc là kiếm tiền ít lại so với những cái ngày chúng ta không đăng ký khóa học. Đó là cái gì mình cần chia sẻ với anh em chia sẻ. Còn nhóm học của online của mình 15 đêm mình chỉ thì anh em khá là làm được nhiều, nhưng anh em chịu khó có tư duy một chút xíu hiểu để mang lại sự thành công, mình chỉ hết bài rồi. Còn vấn đề anh em yên tâm đi, những cái phun xăng điện tử này tay ga Đình Tuấn chỉ không khó đâu, không khó đâu. Để nó phô diễn, để nó nhấp nhả những cảm biến, để đo được con IC, để kiểm tra IC này có bao nhiêu chân hoạt động, nó không có khó một tí nào tới thời buổi phút hết cái mùa Covid này. Đó, nó đơn giản như vậy. Kể cả sờ mất kỳ hay là vấn đề bị cắt thì phô diễn với anh em hết trong nhóm học. Chịu khó nghỉ ngơi trước 30 phút. Đừng có bảo ôi giời ơi thầy, tôi hy vọng rằng tất cả trong khóa học của tôi hay bất kỳ một người anh em nào học, cả 1.000 người, hơn 1.000 người, đừng bao giờ gọi tôi một tiếng thầy. Nhỏ hơn gọi anh Tuấn hoặc là Tuấn, lớn hơn gọi tôi bằng em. Tôi muốn tình cảm đó xảy ra chỉ là tình nghĩa anh em, chứ không có tôn vinh tôi là thầy gì cả. Tôi biết gì tôi chia sẻ. Các bạn mất tiền thì tôi phải có quyền nhiệm vụ của tôi chia sẻ cho các bạn. Đó, đó là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ gửi tới toàn thể anh em. Nghỉ sớm lại một tí, tiếc gì 50.000. Đừng có đến giờ mà tôi chuẩn bị dạy rồi ham 50.000, nó chẳng giàu được đâu. Chúng ta làm cái nghề này làm cả đời, bỏ ra để cho cái đầu của mình nó minh mẫn tí. Học của tôi 15 đêm nó mang lại sự cảm giác thoải mái để cho anh em tiếp thu vào. Tư vấn về máy đọc lỗi, tạ tâm ăn truy cập vào Zalo cho em 0909 755 993, hoặc ăn để luôn số điện thoại ở đây, tí nữa em sẽ gọi điện thoại. Dùng bất kỳ máy gì với số tiền trong tay anh em có bao nhiêu, tôi tư vấn nhiệt tình cho anh em. Được chưa? Thì anh em cứ tham khảo. Có rất nhiều không biết tôi, anh em cứ tham khảo. Ừ, ở Việt Nam có bao nhiêu người bán máy. Ở bữa giờ tôi test cho anh em trên con Novo và trên cái mô hình, thì tôi bảo không bao giờ tôi dạy được 100%. Ở đây là cái online, nó khác với cái này tôi đang live stream trong cái fanpage. Thì anh em cứ đắn đo hỏi những cái máy mua các bạn được học như thằng tay ga Đình Tuấn này không. Các bạn bỏ số tiền, anh em có quyền hỏi. Và tôi mua, ông có hỗ trợ tôi khóa học học được như vậy hay không? Hay là tôi mua, ông giảm giá hoặc là ông tặng tôi cái này, cuối cùng ông chẳng có con xe gì dạy. Hỏi là phải hỏi cho sâu, không có ngại. Anh em không có ngại ở cuộc sống này. Các bạn bỏ tiền ra, chẳng ai cho các bạn. Các bạn phải đi vay nợ để các bạn mua cái máy. Nhất thiết các bạn bảo cửa hàng đấy bán máy có hỗ trợ trục nguyên dàn xe. Ông có xe gì để đào tạo cho tôi không? Hay là mua máy bảo ừ online xong chỉ ở trên cái máy tính phần mềm, xong xe 2-3 con. Anh em được học những con xe này, tôi chỉ nhiệt tình những cái mô hình hoặc là con Novo vừa rồi. Thắp đèn sáng rồi, căng mắt tôi này, anh em thấy không? Tôi dạy tì bò cho anh em, cua camera nó căng đét cho anh em. Đấy, tránh tình trạng bị lừa. Nhiều người bây giờ cũng bán máy online, các bạn bảo chụp luôn, anh có nhiều xe như vậy không? Đáp ứng để cho tôi học không?
Bây giờ thời buổi các bạn có quyền để hỏi. Anh Hoàng Văn Cường thì anh cứ comment cho em, nhiệt tình, yên tâm. Các bạn cứ mua máy tặng được nhóm học online 15 đêm, chuẩn bị diễn vào ngày 28. Không học, không mua máy, các bạn đóng phí 3 triệu tôi công khai luôn. Các bạn có thể đi hỏi giá, chỗ nào rẻ các bạn cứ học. Ở chỗ kia nó bảo học online 1 triệu, 2 triệu, cảm thấy rẻ hơn tay ga điện toán thì các bạn nhào vào các bạn học. Chẳng sao, tôi công bố một cái giá luôn, chẳng bao giờ phải đắn đo, đúng lưỡi ở trên này cả. Tùy theo các bạn cứ hỏi. Và cái chia sẻ này các bạn chia sẻ cũng rất nhiều, có rất nhiều người cũng biết tôi. Đó, cho nó thoải mái, cho nó mãn nguyện tình thân nha. Chứ không phải ở comment. Tôi cố gắng, ở 500 tôi cũng nhận, tôi không bao giờ nhận 500. Dù 30 người dạy thì nhét một người nữa, 31 người tôi kiếm được 500, nhưng tôi chẳng bao giờ làm cái điều ấy cả. Đúng không? Dứt điểm với tôi, nó phải sang phẳng. Mua máy tặng nhóm học. Và vừa rồi ai mua máy, ai không mua máy, đóng tiền tôi. Bây giờ mua máy tôi trừ số tiền đấy ra. Còn khi mà đã học rồi, mua máy tôi chỉ có giảm được một phần nào thôi. Không được. Nó như thế này. Đó. Nó phải là chắc. Nói là phải làm. Chứ không phải là Đình Tuấn ở đây, nhiều anh em chưa biết nó đi làm thuê. Hay là tối tối mẹ nó mượn cái cửa hàng này, nó live stream cửa hàng này là của Đình Tuấn. Đấy, cho nó chắc. Được chưa? Rồi, không làm phiền anh em nữa. Anh em có cái gì truy cập vào Zalo 0909 755 993, hoặc gọi luôn trực tiếp để chúng ta dễ nói chuyện. Tất cả chúng ta là người đàn ông hết, chẳng có cái gì trên đời phải ngại cả. Mua cái gì chẳng có gì phải ngại. Không phải là thấy thằng này quen biết, mua máy xong nó chẳng được hỗ trợ gì, phải hỏi. Đúng không ạ? Đồng tiền dạo này càng ngày càng khó kiếm. Thợ mở nhiều, phá giá nhiều thì đồng tiền càng ngày càng khó, càng ngày càng mất giá, bởi vì thợ đấu đá với nhau. Thì chúng ta phải có cái quyền quyết định để hỏi mua cái máy này có ok hay không. Và thằng đấy nó diễn có đạt hay không, có dễ hiểu hay không, hay là mẹ tối chỉ có sơ đồ mặt điện nó nhồi vào, nó nhồi vào ngày mai mẹ chẳng biết gì cả, hóa hết cả mắt về sơ đồ mặt điện thì vứt. Đó là trên đời nó là thế. Cố gắng các bạn. Do Covid quá thì tôi không ra Hà Nội dạy được. Cố gắng sắp xếp đi Hà Nội được chuyến nữa trong năm nay thì nó tốt. Không đi được thì hẹn các bạn dịp sau. Tuấn cảm ơn những cái lòng yêu thương của anh em ở khu vực phía Bắc. Bảo Tuấn từ đến Tết có dạy khóa nào không? Tuấn không biết trước điều gì. Bây giờ đi phải mất 20 ngày. Đó, nó rất mất công việc. Bây giờ hàng hóa ở nhà ship. Thì mình đi thì đương nhiên mình bảo lính nó ship thôi. Nhưng thật sự nó rất phức tạp. Không thể nào nó làm đủ được. Mà thời gian mình đi 20 ngày, 20 ngày thì anh em cũng nghĩ rằng ở kiếm được nhiều cho là 100, 150 đi chẳng hạn như vậy. Số tiền nó quá lớn đúng không? Nhưng khi để chúng ta chạm được cái mốc đấy, đúng, chúng ta bỏ ở cửa hàng đi, chúng ta đi gặp anh em, ở mười mấy người anh em tham gia khóa học, hoặc là 20 người, thì hơn được 100 triệu đúng không? Cho 20 người đi, hơn 100 triệu chi phí, còn nhích 100 chẳng hạn như vậy, ăn uống rồi rời cửa mới cái này đi, cả đi cả về vài triệu chẳng hạn như vậy. Thì nhiều anh em nghĩ số tiền nó to, tại sao nó không đi. Thật sự Tuấn có nhiều cái con đường để làm hiện tại. Cảm ơn những tấm lòng của anh em. Với số tiền ví dụ mà đi dạy 20 ngày kiếm hơn 100 triệu nó to chứ. To lắm. Cảm ơn các bạn. Để thì Tuấn sắp xếp thời gian được thì mình sẽ đi. Với 20 ngày thì nhiều anh em thợ khó khăn thì đôi khi chúng ta làm cả năm không được 20 triệu đúng không? Hơn 100 triệu. Còn ví dụ mà thời đến thì anh em ủng hộ hoặc là làm cái gì trong vòng 20 ngày kiếm hơn 100 là nó chuyện bình thường. Với Đình Tuấn hiện tại, không phải nói phét. Bao giờ dạy hết ở miền Trung, Đình Tuấn sẽ công bố cho anh em dạy ở đây thì chỉ Covid thì mình chỉ dạy ít người thôi. Đó, anh em chịu khó đeo khẩu trang, ít bữa nữa mình sẽ công khai. Đấy, thì anh em tới đây thì 10 ngày, 15 ngày. Dứt điểm bây giờ anh em 15 ngày, còn anh em nào ok học hết FI 10 ngày xuống núi, còn anh em nào muốn ở lại, muốn phê hơn thì 15 ngày. Dứt định nó phải có một cái giá cao hơn những nơi khác dạy. Nó phải mang lại những cái thực tế, mang lại bay bổng cho anh em. Tới đây học không phê trả tiền, nhưng chịu khó học. Đừng có nhớ vợ, đừng có nhớ con, để tinh thần nó thoải mái thì học mới vào được. Được chưa? Rồi, xin chào, chúc toàn thể anh em hôm nay buổi chủ nhật cuối tuần vui vẻ, ngày mai thứ hai đầu tuần, chúc cả nhà luôn luôn cái thành quả nó thu về được tốt hơn của những cái ngày đầu tuần.
vào túi tiền. Thành Trưng được biết anh Tuấn dạy FI thì quá ok rồi, nhưng anh em nên đăng ký một khóa học của anh Tuấn. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì cuộc sống thì chúng ta hãy thành công rồi thì chúng ta hãy tạo thêm một cái gì thành công hơn nữa, nhưng chúng ta hãy làm cái điều gì cảm thấy nó xứng đáng, nó không gọi là ấm ức trong cuộc đời này đấy. Và anh em cũng phải sống. Nhiều anh em nào chưa thay đổi được thì các bạn thay đổi như Đình Tuấn, sống của cuộc đời này không có cái gì phải e ngại. Không có cái gì phải e ngại bởi vì chúng ta không ăn xin. Không đi xin từng bữa ăn hàng ngày. Không cần phải ngại bất kỳ một người nào. Chúng ta làm bằng đôi tay, làm bằng sức mồ hôi, làm bằng đôi chân, làm bằng đôi vai, làm bằng bộ não của chúng ta. Phải mất mát, rơi máu, rớt mồ hôi. Số tiền chúng ta kiếm được, mua cái gì, phải hỏi. Lỗi lầm có quyền trả ở cuộc đời này là vậy. Phải dứt điểm. Rồi, xin chào mọi người. Tuấn về nhà kiếm cái gì đi ăn chút. Khá là mệt. Rồi thì Tuấn nhấn mạnh thêm một lần nữa, nhiều lúc buổi sáng các bạn gọi thì Tuấn khoảng 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ Tuấn không nghe máy được. Rất mong anh em thông cảm. Bởi vì cái giờ ấy mình chưa dậy, mình nói rõ luôn. Chứ không phải ở sáng mình gọi hoặc là mình gọi nó không nghe máy. Bởi vì nhiều anh em không biết thì mình chia sẻ, chứ mình không có gì, mình không dám bốc máy ở buổi sáng cả, không có kiêng nể gì đâu. Anh em hỏi mình cũng trả lời, nhưng thật sự mình ngủ giờ đấy chưa dậy. Có mà sớm nhất thì phải là 8:30 sáng. Không phải là mình gọi thằng này nó ba cuộc nó không nghe máy, bởi vì lúc đấy mình để chế độ rung. Có khi nào mình dậy sớm được mà mình chưa muốn xuống giường ấy thì mình cầm điện thoại thì có thể mình nghe. Còn nhiều lúc đấy mình cứ ôm giường, ôm gối thì mình vẫn phải ngủ. Trừ khi lúc nào vợ nó mệt thì mình sáng mới thay vợ chở con. Có bình thường là mình ngủ thì không ai dám gọi. Đó. Nên mình thức cái giờ giấc nó khác anh em. Ăn uống cũng vậy. Cảm ơn nhiều anh em bảo bảo ăn uống đi để cho nó đỡ đau bao tử. Mình luôn luôn uống sữa, mới uống sữa đây. Sữa khác gì trẻ con không? Để cho nó lót bao tử. Nó cảm thấy nó đói cái là làm hai bì đấy, hoặc là ăn cái gì lót lót, tí nữa là đi ăn bát phở, hoặc là về nhà ăn cơm, hoặc là đi ăn cái vài cái quấn, hoặc là làm đi xin tố, nó khác anh em. Nên mình có lúc 2 giờ mới ăn cơm, 10 giờ mới ăn sáng mà, thì 2 giờ mới ăn cơm chiều, thì tối giờ nhai nhai cái gì, uống bịch sữa, ly cà phê chẳng hạn như vậy. Thì đương nhiên cái bụng lúc nào mình không thể để đói đấy, lúc nào nó cũng bảo vừa thế thôi. Rồi, xin chào mọi người. Mình chia sẻ hết rồi. Kết thúc nha. Ngủ ngon.